Cung Tuấn và Trương Triết Hạng, ai có độ hot cao hơn sau khi đóng Sơn Hà Lệnh? Sơn Hà Lệnh là bộ phim đam mỹ nổi đình nổi đám, được phát sóng độc quyền trên Youku. Xét ra, độ ảnh hưởng của nền tảng này lại kém nhất trong 3 hệ thống trực tuyến, nhưng điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến độ hot của Sơn Hà Lệnh. Tác phẩm này vẫn có thể vang danh khắp các trang mạng, truyền thông và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Miễn là kịch bản hay, diễn xuất của các diễn viên chính tốt, cùng ngoại hình phù hợp với nhân vật, đó mới là những yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của một bộ phim. Nói về độ hot giữa hai nam chính trong Sơn Hà Lệnh, nhiều ý kiến đánh giá, nhận định rằng có vẻ Cung Tuấn nhỉnh hơn Trương Triết Hạng. Dân mạng cảm thấy Cung Tuấn được nhiều người biết đến hơn, độ nổi tiếng lẫn sự chú ý cũng cao hơn bạn diễn. Có lẽ, Trương Triết Hạng đã là nghệ sĩ khó quen mặt trong những bộ phim truyền hình, trước đó luôn ở tình trạng ba chìm bảy nổi. Trong khi đó, Cung Tuấn có ít tác phẩm và gia nhập giới giải trí muộn hơn. Đối với khán giả, anh thực sự là gương mặt mới, đem lại cảm giác mới mẻ, tươi tắn cho người xem. Đây là những đánh giá chủ quan của dân mạng khi cảm nhận, so sánh độ nổi tiếng giữa hai ngôi sao Sơn Hà Lệnh. Vậy thì, qua số liệu thống kê mức độ tăng trưởng fan giữa cả hai liệu có khác với nhận định này? Để dễ so sánh, cùng lấy cột mốc vào ngày 14 tháng 3 làm chuẩn. Khi đó, Trương Triết Hạng có 12,96 triệu fan theo dõi. Đến nay đã hơn một tuần trôi qua, nam diễn viên có được 510.000 fan hâm mộ. Đây là một con số rất đổi ấn tượng, thể hiện sự thu hút của Trương Triết Hạng cũng chẳng phải chẳng vừa đâu. Còn Cung Tuấn vào ngày 14 tháng 3, anh có 10,6 triệu fan theo dõi. Sau một tuần, lượng người hâm mộ của nam diễn viên đạt 11,31 triệu fan hâm mộ, tăng 710.000 người. Qua số liệu, có thể thấy Cung Tuấn vẫn là người nhỉnh hơn trong cuộc đọ sức này. Tuy nhiên, đường dài mới biết ngựa bay, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem sự phát triển của họ trong tương lai sẽ như thế nào nhé. Liệu rằng có sự bứt phá hay đảo chiều giữa Trương Triết Hạng và Cung Tuấn hay không? Hiện, Cung Tuấn và Trương Triết Hạng là một trong những nam nghệ sĩ có hoạt động nghệ thuật nổi bật của showbiz. Cả hai được mời tham gia không ít chương trình giải trí khác nhau. Bên cạnh đó, hai nam nghệ sĩ còn được nhiều thương hiệu mời làm người phát ngôn cho nhãn hàng của mình. Đặc biệt là Cung Tuấn, khi anh chàng từ một diễn viên vô danh trở thành ngôi sao mới nổi trong làng giải trí. Nhân vật ôn khách hành của nam diễn viên nhận được sự yêu mến và ủng hộ của đông đảo khán giả và cư dân mạng. Mức độ nổi tiếng và độ chủ đề vượt tầm vòng fan hâm mộ mà còn vang danh được rất nhiều khán giả trung lập biết đến. Đồng thời, giá trị thương mại của Cung Tuấn cũng đang tăng lên từng ngày và nhiều thương hiệu đã nhanh chóng tranh thủ cơ hội tìm đến gửi lời mời hợp tác đến anh chàng. Chỉ trong một tháng, Cung Tuấn hợp tác đến 6 thương hiệu mới. Trong thời gian tới, Cung Tuấn cũng sẽ thừa thắng xông lên, tham gia bộ phim truyền hình mới Tuyệt Thế Thiên Kim và show thực tế Cực Hạn Khiêu Chiến mùa 7. Có thể nói, hướng phát triển sự nghiệp của Cung Tuấn được trải dài trên mọi phương diện, từ điện ảnh, truyền hình cho đến hợp đồng thương mại lẫn show giải trí. Điều này cho thấy tương lai của nam minh tinh vô cùng rộng mở và rất có tiềm năng trở thành một ngôi sao hàng đầu trong showbiz. Bản thân Cung Tuấn cũng thẳng thắn chia sẻ rằng, việc được góp mặt trong bộ phim này là một bước ngoặt lớn đối với anh và đó cũng là một cơ hội hiếm có. Với vai ông khách hành trong Sơn Hà Lệnh, tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện những gì tốt nhất cho khán giả. Bộ phim truyền hình này đã trải qua rất nhiều khó khăn, từ khâu ấn định dàn diễn viên ban đầu cho đến quá trình quay phim. Cũng giống như các dự án khác, hai diễn viên chính hiện tại của Sơn Hà Lệnh đều là những cái tên dự bị, không phải là sự lựa chọn ban đầu của nhà sản xuất. Cũng do vậy mà Cung Tuấn chắc chiêu cơ hội này, anh không chỉ tái hiện chuẩn xác ngoại hình, thân thái của nhân vật trong nguyên tác, mà cách diễn giải cảm xúc của nam diễn viên cũng rất tinh tế. Với những gì anh chàng đã thể hiện, việc Cung Tuấn trở nên nổi tiếng được cho là hoàn toàn xứng đáng.